Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong đó
Có cả nước. Bây giờ tinh luôn, tôi chết hết rồi, hết người rồi. Không cá không cá nữa. Alo, trên bàn số 2, chúng tôi xin mời hai tay cơ Vinh Roberto và Khắc Thịnh vào bàn số 2 để thi đấu trận đấu trên bàn 16.
Vâng, xin chúc mừng Tân Thận là tay cơ tiếp theo đã có một buổi đầu tiên 50 điểm. Xin mời tập tập Syria là thủ tục cho đại bài bảo. Xin mời Tân Thận. Nói chung tiền còn nhiều lắm anh em ơi, chút tiền nhiều lắm nên cứ nhắn tay. Có được không, khó
Rồi một lần nữa xin thông báo với các cơ thủ. Vào vòng 16 ngày mai thì chúng ta sẽ mặc áo quy lê nhé. Nếu bạn em nào chưa có thì có thể liên hệ với xuất nhân nhé. Xuất nhân cho 10 năm có 10 cái.
Alo, ban tổ chức cơm cũng xin chúc mừng người Hồ Duy làm tay cơm tiếp theo có series 50 điểm. Vâng, tiền còn nhiều lắm anh em nhé, tiền còn nhiều lắm, anh em đánh lên nhé. Thank you.
Anh lấy A luôn, cho đánh luôn. Ý là mình còn đúng rồi. Không, anh lấy A cho đánh luôn. Cho đánh luôn.